Chào mừng các bạn đến với series video chia sẻ của Quân. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách research tìm kiếm idea và cũng như nick app đang chạy quảng cáo ở trên Facebook. Và cách này hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Đến với cách research thư viện quảng cáo Facebook thì các bạn vào cho mình là search trên Google là at library Facebook và các bạn click vào link giống như ở trên video của mình chia sẻ ha. Thì trong phần này thì các bạn trong cái mục tìm kiếm quảng cáo, các bạn tích vào cho mình là cái chọn quốc gia, và mình có thể là chọn tất cả quốc gia hoặc là mình chọn là Hoa Kỳ ha. Mình search là mình nghiên cứu những cái người chạy quảng cáo trong Hoa Kỳ, và mình chọn cho mình là cái hạng mục quảng cáo là tất cả quảng cáo nha các bạn. Rồi trong cái phần từ khóa tìm kiếm thì các bạn nhớ ghi vào cái ngách của cái ứng dụng của mình, ví dụ như là mình search là photo editor. Rồi thì trong cái thư viện quảng cáo của Meta, nó sẽ show ra cho hết cho chúng ta ở trên cái vị trí của Hoa Kỳ, thì nó sẽ có rất là nhiều cái campaign nó đang chạy quảng cáo trong ngày hôm nay. Những cái campaign đấy nó chạy quảng cáo đa số là toàn là cài đặt ha, thì như vậy là nó đang chạy quảng cáo về ứng dụng. Thì trong phần này thì chúng ta sẽ research những cái gì, chúng ta sẽ tìm kiếm những cái cách nó chạy như thế nào, những cái lên chiến dịch campaign nó bố cục content và video như thế nào ha. Thì các bạn có, mọi người có một cái level, một cái tư duy khác nhau trong cái việc là học nghiên cứu đến cái phần này ha. Mình đổi lại là photo collector, mình thử xem cái này có cái gì đặc sắc không. Ok, thì trong phần này thì mình sẽ thấy có rất là nhiều cái hình ảnh và video quảng cáo với những hình ảnh nó mang tính là tăng cái sự chuyển đổi cao, nó mang tính là tò mò click vào. Đấy, thì thực chất là đa số nó chạy toàn là quảng cáo ứng dụng cả ha. Đấy, ví dụ như mình xem chi tiết quảng cáo này, mình click vào xem chi tiết quảng cáo thì trong phần này á, đây cái content nó viết ha, và cài đặt thì mình click vào thì nó ra một cái là cái on bay của một cái app ha. Đấy, các bạn thấy không? Thì cái app này nó chạy quảng cáo thì nó có những cái screenshot làm khá chuyên nghiệp. Ok, thì mình thấy và mình click vào cái fanpage của nó luôn, thì mình sẽ thử research, mình swipe thêm tiếp một cái nữa. Cái này mình sẽ chọn vào giới thiệu và tính minh bạch của trang. Trong phần này thì mình xem tất cả ha. Trong phần này thì mình sẽ chọn đi đến cái ngày tạo là mới đây này ha, mới đây luôn, mới mấy ngày thôi. Mình sẽ đi đến cái thư viện quảng cáo xem có bao nhiêu cái chiến dịch nó đang chạy ha. Thì trong phần này thì các bạn nhìn thấy không, thì nó chạy quảng cáo ở trên Facebook khá là nhiều campaign nha. Riêng cái fanpage này các bạn nhìn thấy nó chạy video, rất là nhiều video nó nhét vào, nó chạy và cái nội dung ha, khá là nhiều luôn. Đấy, thì các bạn nhìn thấy là sức mạnh của hình ảnh và video đối với cái việc cái chạy quảng cáo trên social media này rất là ok ha. Đấy, nó chạy với những cái hình ảnh những cái video live stream hoặc là những chơi game, tất cả mọi thứ nó cứ nhét vào chạy bình thường. Làm sao nó test được cái nào có chuyển đổi cao và CPI rẻ thì nó chạy thôi. Thì các bạn, đây các bạn nhìn thấy không? 180 kết quả, gọi là 180 chiến dịch campaign nó đang chạy ha, rất là kinh khủng. Đấy, video này đã kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy thông tin của nội dung video này hay á, thì các bạn like, subscribe kênh Quốc Media để ủng hộ tinh thần cho mình ra thêm nhiều video nữa nhé. Phía dưới video mình luôn để đường link để chia sẻ cho các bạn những thông tin và những chương trình hữu ích về hướng build và phát triển ứng dụng mobile app. Các bạn có thể click vào để tìm hiểu thêm. Cảm ơn các bạn đã dành hết thời gian để xem video này. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.